Đây nhá, đây là những quả ném còn này. Mày lấy vợ chưa? Em chưa. À, nó đã còn cá chưa, có vợ đâu. Chưa cầm được đâu em ơi. Ui, chúng luôn rồi. Hay quá. Có điểm, có điểm. Chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh TVD Thiên Nhiên Tây Bắc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái lễ hội, lễ hội xuống đồng của người Tày Nùng ở trên đây. Họ làm cái lễ hội vào dịp đầu năm nhá. Đây, trước mặt mình đây có thấy có cái đu quay khá là hay này. Không biết cái đu này có vẻ là không đu được thì phải. Cắm tiền giấy này, bánh, đấy, thắp hương các thứ luôn ở đây này. Có vẻ như là cái này để cho một năm sung túc của người dân trên đây. Và đây đang có văn nghệ gì đây này. Nhiều trang phục nhỏ. À vâng. Mỗi người một trang phục chứ. Ở dưới này hình như không ném còn hay sao cô nhỉ? Ném chết tí ném. À. Không thấy cái cây dựng lên chưa? À, tí mới dựng à? Đấy, cái kia thì chắc là để demo luôn. Sao bên này xem tí xem. Đây giải chiếu luôn à? À đây, đi được vào nhá. Đấy, mọi người sẽ cúng. Đây gọi là cúng cho thần linh rừng. Cúng rừng. À, cúng rừng ạ. Vâng. Cúng rừng xuống đồng mà. Dạ. Xuống đồng mà, cúng rừng xuống đồng ấy. À, cúng rừng xuống đồng cho một năm thu lúa được nhiều, bác nhỏ. Vâng. Đấy. Mon non. Mình thích món này hơn đấy. Thank you.
ra điện thoại để quay những cái cô gái người Tày múa nón của chúng ta, anh em của người dân ở trên đây chứ. Bài này hay đấy nhở, bài xè hay đấy. Xè này là siêu phản phản xè của người Thái, người Mường đặc biệt là bài của người Mường, người Mông. Quay về trong mùa vàng bội thu. Là lại quay à? Chị ơi hát đi, chị ơi hát đi. Đáng đi hát này. Xòe ngay trên đồng ruộng luôn nhở, xòe cho mùa màng bội thu, cho một mùa màng nhiều lúa thóc để cho bà con ấm no. Ôi, còn hai cái. Ôi, rơi, rơi.
trai rồi. Rất tiếc, rất tiếc, rất tiếc, rất tiếc. Các làng thi đấu với nhau hả chú? Thi đấu ấy. À, thi đấu với nhau. Đánh chúng một lần xong lại lên đây. Đánh lên đi. Đội nào 3 lần, đội nào 3 lần thì được lên trên này trước. À, 3 lần xong lên đây. Còn đội nào mà 1 lần thì nhưng mà cái này, này mình tùy, nhưng mà cái chỗ này 3 lần đây là 2 lần. À, thì 1 lần. Thế là thắng nhỉ? Đây là mức 3 lần trúng trước thì được lên đây là 2 lần, 2 lần được thì lên kia 1 lần. Đấy. Cái quay rất hay. Ui. Ấy. khá là kinh đấy nha. Lỏ đây, đây. Mình mình xuống dưới này một tí. Có vẻ cũng hơi nguy hiểm ấy. Đấy nha, một giây này. Quay. Đấy. Ui, quả này quay Vòng. Né tránh ấy. Nhắm đi. Hết rồi. Tạ u ra. Dây rất chắc, 2 giây luôn. Nó còn một cái à? Còn nốt cái này thôi. Xin rồi. Một thằng thì đâu một cái là thế này. Ăn cái gì? Khá là xa nhá. Mình thấy là khoảng độ tầm 5-6 mét. Cái lần đầu tiên. Đấy. Anh em vào đội nào nếu mà đánh 50 mét này cảm thấy xa xa bảo em nhá. Trông gần một tí. Ôi. Không, mình đá giải, mình đang đánh giải để xa một chút anh ạ. Tất cả được đánh cái này là tất cả đánh. Đánh hết tại vì đã trúng rồi. Giải 5 triệu cơ mà phải lấy xa. Ai à, 5 triệu cơ à? Đây anh ban tổ chức này. Có mấy đội đi anh? Có 5 đội anh ạ. À. Vâng. 5 đội trong đánh 5 đội. Chúng cái này là được 1 điểm. Vâng. Tính theo điểm. Vâng. Sau cái món đánh quay này thì xong đến cái gì anh nhỉ? Chúng ta sẽ kết thúc buổi sáng nay, còn buổi chiều sẽ tổ chức các trò chơi ví dụ như là ném còn với lại kéo co. À, xong đó là cho bà con nhân dân các thôn chúng ta sẽ hội họp và giao lưu đoàn kết với nhau. À vâng. Có thể là ngồi trên mâm, xong đó là tối thì có thể bật nhạc lên cho mấy anh em nhảy. Vâng. Hết mình nhiệt tình. Xòe. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Chiều nay sẽ có ném quần với lại kéo cua. Riêng đèn pháo là 10 ngày nguy hiểm. Ui, trúng luôn rồi. Hay quá. Có điểm. Có điểm rồi. À, 15 mét rồi. Ok rồi đấy. Ui, cũng gần trúng đấy. Lượt đi, lượt bác đi. Sát thủ đây. Bắn súng nhiều thì nhưng mà sát thủ luôn. Chuyển về phía 15 mét nhá, 20 mét nhá. Bây giờ di chuyển sang tận 20 mét để quay. Ui. Chúng nữa thì thắng luôn đấy. Chỉ cần một phát thôi. Chết rồi. Ui, gần trúng. Mình chả biết bắn tới đây không. Xem anh sát thủ đây nào. Sát thủ. Mẹ xa lắm, tới không. Ui. Sát trúng đấy. Sát trúng đấy. Đây nha, đây là những quả ném còn này. Mày lấy vợ chưa? Em chưa.
đâu. Chưa cầm được đâu em ơi. Xem thôi. Không xem được. Không được xem luôn ạ. À, làm lý xong mới xem nhá mọi người nhá. Làm lý xong mới xem. Đây kìa. Cái vòng tròn kia là xe ném cái đây đang trên tay đang cầm này. Ném vào chỗ vòng tròn kia là sẽ được giải nhá. Tức là các thôn sẽ thi đấu với nhau. Đấy, phải làm lý xong rồi thắp hương các thứ nhá. Đấy, đang lắp cái ném con này rồi. Đây là cái đu quay, đánh đu. Con lạch đâu? Nhìn tiếp đi. Đây là cô gái sẽ thi đấu đây à? À, em ở thôn nào ấy nhở? Dạ, em ở thôn Nậm Mòn ạ. À, thôn Nậm Mòn. Thì gái nhở? Đấy, dân tộc Nùng Tày là sẽ mặc quần áo như này nhá. Cái quần khá là hay. Vải lụa. Ái giờ. Đây rồi, bắt đầu ném rồi. Ô. Ôi xoài. Đây. Chị MC xinh gái vi tính này. Chứ bây giờ mình ném cái này thì mình sẽ được cái gì nhở? À không, cái này là làm lý em ơi. À dạ. Tí nữa là em tưởng thi đấu thì phải không, được giải gì chứ. Không, cái này là chỉ có nam thanh nữ tú ở trong thôn mới được ném thôi em ơi. À. Sau khi ném xong thì là những đôi nào mà trúng thì là sẽ lên các cụ để các cụ trao lộc ạ. À. Trao lộc ở trên kia ạ. Ừ, các cụ sẽ trao lộc nhá. Quà đấy. Nam thanh nữ tú của trong làng sẽ trong ném. Trong thôn thôi ạ. Đúng rồi. Ôi. Ui, không cẩn thận vào đâu ấy. Đấy, chị này là chị nãy hát cái điệu xòe ấy, hài lắm. Ném còn ở đây là một cái truyền thống để cho mùa màng bội thu, gặt lúa đều được thuận lợi nhá. Cô này là một cô có kinh nghiệm này, sẽ hướng dẫn nam thanh nữ tú của trong làng ném. Ui. Ngọc riêng là mạnh nhá. À, chú này trình diễn xe máy à? Ui, khá là nặng nhá, không phải nhẹ đâu. Ô. Ai quên ơi, bao bắt nó bên nào à? Chú ơi. Chú ơi, chú đi dịch ra ngoài hả cháu ơi? Ai đồ ném nước vừa nãy này. Chú có vẻ là say rượu. Chú. Không phải cháu đúng. Nhiệm ơi, ra ném đi Nhiệm. À, chưa đến lượt. À. Mỗi người sẽ ném mấy lần hả chị? Bây giờ là nghĩa là con cháu của thầy cũng phải ném trước. À. Ô sợ. Đây trong này toàn cát này. Đấy, sắp vào rồi. Cố lên một tí nữa. Cố lên em ơi, con được lấy lộc nào. Con trai hay con gái vào trước. Đứng dịch lên kia một tí.
Ô. Ném lại, cái này không tính đâu. À. Thấp quá. Cao lên. Cố lên em ơi. Nỗ lực hết mình nào. Ô, sắp trúng rồi. Ném vào cái là mùa màng bội thu luôn. Cao lên một tí. Ui. Tiếp. Nhìn như kiểu vào người ấy. Ồ, thấp quá. Mạnh vào như. Ồ, trúng rồi. Con trai vào trước thì sẽ như nào chị? Xem con gái hay con trai vào trước. Ừ. Con trai kéo với con gái à? À đây đây là phong tục nhá. Ôi. Thôi giả vờ chuôn. À kéo đi kéo lại. Hay lắm rồi. Là một bước tương lai của làng ấy. Bắt đầu các cụ sẽ chào lộc. À đổi nón cho nhau. Chẳng đi.